Cả nhà đổi đời giàu to, nếu ngày 23 tháng chạp thắp hương vào những cái giờ hoàng đạo này, tiền tỷ cầm tay, giàu nứt vách, ăn Tết giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Kính thưa quý vị, cái ngày 23 tháng chạp hàng năm là cái ngày mà ông Công ông Táo về chầu trời trình báo với Ngọc Hoàng những cái việc đã xảy ra trong suốt một năm, đồng thời gửi cái lời thỉnh cầu, cầu nguyện của gia chủ trong một năm mới được an lành, hạnh phúc. Tuy nhiên, ngày nay thì do quỹ thời gian hạn hẹp nên nhiều người vô tình đã phạm phải những cái sai lầm đại kỵ trong cái quá trình thờ cúng ông Công ông Táo, dẫn đến gia đạo gặp nhiều sóng gió, khó khăn trăm bề. Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ thì vào cái ngày cúng Táo Quân, ngày cúng ông Công ông Táo ấy, thì chúng ta cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc quan trọng mà gia chủ đặc biệt phải lưu ý. Và để tiễn năm cũ, đón năm mới thật được trọn vẹn. Đặc biệt là cái thời điểm cúng ông Công ông Táo, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận suốt năm của gia chủ. Sau đây quý vị hãy cùng Tử Thông tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay xem đâu là cái thời điểm cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng chạp được cắt lành và may mắn nhất, mang lại phú quý tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong cái năm 2023 năm Quý Mão này thì Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 3 ngày tốt để tiến hành công việc cúng ông Công ông Táo, đúng không ạ? Thì cái ngày tốt đầu tiên đó là ngày 21 tháng 12 âm lịch, tức là 21 tháng chạp ấy. Ngày thứ hai là ngày 22 tháng 12 và ngày thứ ba là ngày 23 tháng chạp, là ngày cúng ông Công ông Táo. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt để quý vị tiến hành công việc là cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng chạp được thuận lợi như ý, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Thưa quý vị, trước khi tìm hiểu về cái giờ nào là giờ tốt để cúng ông Công ông Táo cho mọi việc được thuận lợi anh Thông, thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn, cúng ông Công ông Táo có thứ này thì gia chủ sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Theo truyền thuyết ấy, thì Táo Quân là cái vị thần được Ngọc Hoàng phái xuống trần gian để theo dõi cũng như là ghi chép lại những cái việc làm thiện ác của con người dưới hạ giới. Hàng năm cứ tới ngày 23 tháng chạp thì Táo Quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng để lên thiên đình báo cáo tất cả những cái công việc lớn nhỏ trong năm qua. Bởi thế mà người Việt cho rằng Táo Quân chính là cái vị thần sẽ định đoạt cái thịnh suy của gia đình trong một năm cũng như là trong năm mới. Và chính vì thế người ta gọi là định phúc Táo Quân đó. Vì thế ngày 23 tháng chạp đấy, ngày 23 Tết ấy, thì các gia đình thường làm cái mâm cỗ thịnh soạn long trọng với cái mong muốn là các Táo Quân sẽ phù hộ cho gia đình, báo cáo những cái việc tốt và nói giảm, nói tránh những cái việc chưa hoàn thiện, để gì đến với Ngọc Hoàng để được xá tội. Nói chung ấy, các cái lễ cúng ông Công ông Táo thì quý vị có thể tiến hành bắt đầu từ ngày 21, đúng không ạ? Từ ngày 21 trong năm nay thì nó vẫn là cái thời điểm hợp lý để cúng ông Công ông Táo. Đến chậm nhất là cái 12 giờ ngày 23 tháng chạp. Thế nhưng cái mâm cỗ cúng ông Công ông Táo gồm những gì? Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số cái gợi ý chuẩn bị cái mâm cỗ mặn để cúng ông Công ông Táo đầy đủ nhất mà gia đình nào cũng cần. Thông thường thì cái mâm cỗ cúng truyền thống sẽ bao gồm rất nhiều cái món. Thì quý vị sẽ sử dụng cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư, trong đó có phần sắp lễ cúng ông Công ông Táo để quý vị tiến hành để sắp lễ, và có những cái bài văn khấn, có 77 bài văn khấn để quý vị tiến hành công việc cúng ông Công ông Táo cho được chuẩn chỉ và hanh thông nhất đó. Thì bao giờ cũng vậy, cái lễ cúng ông Công ông Táo thì các lễ vật bao gồm những cái món ăn đó. Thứ nhất đó là lễ cúng ông Công ông Táo thường gồm có những cái lễ vật sau. Trước khi sắp mâm cỗ cúng ấy, thì gia chủ cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ các lễ vật bao gồm có gì, có 3 chiếc mũ Táo Quân, 2 chiếc mũ ông Công ông Táo có cánh chuồn và 1 chiếc mũ là của Táo Bà không có cánh chuồn. Cả 3 mũ thì đều được trang trí lóng lánh sặc sỡ. Ở nhiều nơi thì người ta chỉ sử dụng một cái mũ, như ở miền trong ấy, thì sẽ sử dụng cái mũ cánh chuồn để tượng trưng, kèm theo là cái bộ quần áo đôi hia bằng giấy. Màu sắc mũ và áo của ông Công ông Táo cũng thay đổi theo cái ngũ hành. Để đơn giản hơn thì cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng bằng một cái cỗ mũ ông Công ông Táo có cánh chuồn, kèm theo đó là một chiếc áo và có đôi hia bằng giấy. Những cái đồ vàng mã bao gồm là mũ, áo, hia và một số vàng thỏi bằng giấy
sẽ được đốt sau cái lễ cúng ông công ông táo ngày 23 tháng chạp cùng với cái bài vị cũ. Sau đó người ta sẽ lập bài vị mới để cho ông công ông táo mới. Theo tục lệ xưa thì riêng đối với những nhà có trẻ con thì người ta cúng táo quân bằng một con gà. Ngoài ra thì để táo quân có phương tiện di chuyển về trời thì ở miền Bắc người ta cũng cúng cá chép để còn nước để có thể thả trong chậu nước. Ngụ ý là cá chép hóa rồng, nghĩa là cá chép biến thành rồng để đưa ông táo về trời. Để cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Cá chép này sẽ được phóng sinh, thả ra ao, hồ, sông, suối sau khi cúng. Quý vị cũng lưu ý nhé, quý vị nên thả ra sông, sông to, biển lớn để tránh cá chép bị bắt lại và gì để đúng ý nghĩa hơn là cái việc phóng sinh. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị cái mâm cơm cúng. Thì quý vị hãy tham khảo thêm cái quyển Văn Khấn Toàn Thư để quý vị biết cách sắp lễ thế nào cho đúng nhé. Tùy theo từng hoàn cảnh gia đình thì ngoài ra các lễ vật kể trên thì người ta cũng làm thêm cái mâm cơm mặn với xôi gà, chiên giòn luộc hoặc là các món nấu nấm măng hay là các lễ chay cũng như là trầu cau hoa quả, giấy vàng mã để tiễn ông táo về trời. Cái mâm cúng ông táo theo cái truyền thống bao gồm các thứ như là gì? Một đĩa gạo, một đĩa muối, 5 lạng thịt vai luộc, một bát canh măng mọc, một đĩa xào thập cẩm, một đĩa giò hoặc là gì? Một đĩa xôi gấc, một đĩa chè khô, một đĩa hoa quả và một ấm trà sen, 3 chén rượu, một quả bưởi hoặc là gì? Một quả cau, một lá trầu, một lọ hoa đào nhỏ hoặc một lọ hoa cúc, một tập tiền giấy vàng mã, vân vân. Vậy trong đó không thể thiếu đó là gì? Cá chép. Vậy thì tại sao trong mâm cúng ông công táo lại có cá chép? Thì để giải thích về vấn đề này thì trong dân gian vẫn lưu truyền một cái điều giản dị liên quan đến cái chuyện ông công ông táo và cá chép. Câu chuyện kể rằng Trọng Cao có người vợ tên là Thị Nhi, ở với nhau đã lâu mà không có con nên buồn phiền hay cãi cọ. Một hôm Trọng Cao đánh vợ nên là vợ đi ra khỏi nhà. Một thời gian sau thì người vợ lấy chồng khác tên là Phạm Lang. Đấy, Trọng Cao thấy con lỗi nên là đi tìm vợ. Dọc đường thì hết tiền ăn xin, tình cờ Trọng Cao lại xin đúng vào nhà Thị Nhi. Hai bên nhận ra nhau. Khi Phạm Lang trở về thì Thị Nhi bảo Trọng Cao trốn vào đống rơm ở ngoài vườn. Phạm Lang để đốt đống rơm để lấy cho bón ruộng mà không biết có người đang trốn trong đó. Rơm cháy, Trọng Cao bị chết, bị thiêu. Đấy. Thị Nhi thấy vậy thì cũng nhảy vào đống rơm đang cháy, chết theo. Phạm Lang không hiểu chuyện gì, thấy vợ chết liền cũng nhảy vào chết theo. Thượng đế biết chuyện, thấy ba người đều là những người mà có nhân nghĩa nên là sắc phong làm táo quân, gọi chung là định phúc táo quân. Mỗi người có một cái việc riêng. Phạm Lang làm thổ công trông coi việc bếp núc, Trọng Cao làm thổ địa trông coi cái việc nhà cửa, còn Thị Nhi làm thổ kỳ trông coi cái việc chợ búa. Về cái chép hóa rồng thì dân gian có truyền miệng đây là một cái loài động vật sống trên thiên đình, nhưng do phạm lỗi nên bị đẩy xuống sông ở hạ giới. Sau khi tu thành chính quả thì cá chép sẽ có thể vượt vũ môn, hóa rồng bay trở lại thiên đình. Câu chuyện ông công ông táo cưới cá chép hóa rồng thể hiện cái mong ước của nhân dân về cái sự thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp. Đó là cái mơ ước gì ngàn đời của con người. Dân gian tin rằng cưới cá chép thì sẽ được thăng hoa, thăng tiến. Cái thứ ba là cái nghi lễ ông công ông táo về chầu trời. Thưa quý vị, trước khi đến với cái phần chọn ra giờ tốt để thắp hương cúng ông công táo thì chúng ta cũng phải xét về cái quan niệm cúng ông công táo. Thì quan niệm của người xưa, thổ công, táo quân, thổ kỳ là ba vị thần được trung ương hoàng đế phái xuống nhân gian để cai quản những cái gia đình ở hạ giới. Họ đều là những nguyên thần của các vị thần tiên trên trời được nhận sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà xuống cai quản ở trần gian. Họ đại diện cho các vị thần tiên. Một là thổ địa long mạch tôn thần, cai quản đất đai, âm trạch và cái long mạch của gia đình. Gọi là gì? Thổ thần hay là thổ địa đấy. Thứ hai là đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc của gia đình. Đây chính là cái vị thần tấu sớ lên Ngọc Hoàng Đại Đế, hay chúng ta còn gọi là gì? Thổ công táo quân. Thứ ba là ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, cai quản toàn bộ cái việc mua bán hàng hóa, đồ ăn thức uống trong gia đình, còn gọi là gì? Còn gọi là thổ kỳ. Do vậy, gia chủ có thể làm cái ban thờ ba vị thần này chung một cái bát nhang. Chúng ta cũng nên để bát nhang thổ
thần ở trên bàn thờ gia tiên. Bên cạnh đó thì trên bàn thờ gia tiên chúng ta cũng có một cái bát hương gọi là Định Phúc Táo Quân, gọi là hay gì, hay là chính là gì, ngày Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần ấy. Tuy nhiên kể cả không có bàn thờ thì gia chủ cũng có thể làm cái lễ cúng các vị trên một cái bàn riêng để ngoài sân, ở ngoài hành lang hay là ở những cái nơi sạch sẽ, thoáng đãng, trang nghiêm. Quý vị có thể là gì, sử dụng cái cốc gạo để cắm hương nhé, nếu mà trong trường hợp là không có bát hương thờ cúng. Đó là cái nghi lễ mà chúng ta cần phải biết trước khi mà chọn ra cái giờ tốt thắp hương. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành cúng ông công ông táo cái ngày 23 tháng Chạp. Thì quý vị biết ấy, để biết được cái giờ tốt cúng ông công táo thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Quý vị hãy mở cái sách Ngày Tốt Toàn Thư ở trang 135. Trang 135 thì chúng ta biết cái ngày cúng ông công táo ngày 23 tháng Chạp ấy. Ngày 23 tháng Chạp nó sẽ rơi vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Cái ngày 23 tháng Chạp nó là ngày Bính Thân. Đó, ngày Bính Thân. Và cái ngày Bính Thân ấy, thì chúng ta xét qua một chút về các hôm trong ngày ấy, để chúng ta tìm ra cái giờ tốt tiến hành cúng ông công táo cho được thuận lợi và anh thông. Thì quý vị biết ấy, cái ngày 23 tháng Chạp, ngày Bính Thân, tức là nó sẽ có thiên can Bính và địa chi Thân. Bính hỏa thân kim, tức là hỏa kim là tương khắc. Đây là ngày chiến nhật, là một ngày cát trung bình. Nạp âm của ngày nó là sơn hạ hỏa, nó kỵ tuổi Canh Dần và Nhâm Dần. Ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt các tuổi Nhâm Thân và Giáp Ngọ thuộc hành kim mà không sợ bị hỏa khắc. Cái ngày Thân thì lục hợp với Tỵ, đúng không ạ? Tỵ Thân là lục hợp. Thân tam hợp với Tý và Thìn tạo thành thủy cục. Thân thì xung với Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Trong cái ngày 23 tháng Chạp thì có trực là trực nguy và có sao quỷ là một trong cái sao hung trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Trong cái ngày 23 tháng Chạp thì nó vẫn thuộc cái tiết khí Đại Hàn nhé, vẫn thuộc tiết khí Đại Hàn, chưa sang Lập Xuân. Các cát thần trong ngày thì có Dương Đức, Hội Đồng, Minh Phệ, có Ngũ Phú, Phúc Sinh, Thiên Quan, Thiên Xá, Thần Tại, Trừ Thần, Tư Mệnh và Tứ Tướng. Đó. Các hung thần trong ngày thì nó có Bát Tọa, có Du Họa, có Hỏa Cách, Long Hội, Lục Bất Thành, Nguyệt Kỵ, Ngũ Ly, Phục Thi, Thủy Ngân, Tiểu Không Vong, Trạch Không, Tứ Hư, Điền Ngân và Đồ Đãi. Đó, đó là những cái cát thần và hung thần trong ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái cát hung của ngày, chúng ta tìm ra những cái giờ tốt nhất để quý vị tiến hành cái việc công việc là cúng ông công ông táo cho được may mắn, hanh thông, tài lộc dồi dào. Quý vị hãy mở trang 135-136 nhé. 135-136 của cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị tham khảo bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những cái giờ tốt tiến hành cúng ông công ông táo trong ngày 23 tháng Chạp, cũng như là để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư mang lại cái may mắn tài lộc cho quý vị. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về giờ Tý. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ nó là giờ Mậu Tý. Giờ Mậu Tý thì có đó, có Thiên Quan, có Phúc Tinh đó, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tam Hợp, có Đường Phủ, có Tham Lang, Mộc Tinh, Ngũ Quỷ, Cửu Xú. Nói chung trong cái giờ Tý này nó cũng là một khung giờ tốt đấy, nhưng mà không ai cúng ông công ông táo vào 23 vào cái tầm nửa đêm cả, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét giờ Sửu. Giờ Sửu thì nó có Minh Điều Hoàng Đạo, nó từ 1 giờ đến 3 giờ nhé, nó là giờ Kỷ Sửu. Nó có tứ đại các thời, có Thái Âm, có Quốc Ấn, có Hữu Bật và có Ngũ Quỷ. Cái giờ Sửu cũng là một khung giờ tốt nhưng mà chúng ta cũng sẽ không cúng vào giờ này. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dần, đúng không ạ? Nó giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Cái giờ Canh Dần thì nó có thời phá, đúng không ạ? Ngày Bính Thân mà, Dần Thân là tương xung, vậy nên là chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Mão. Giờ Mão thì nó là giờ gì? Từ 5 giờ đến 7 giờ, nó là giờ Tân Mão. Trong giờ Tân Mão ngày 23 tháng Chạp thì nó có Chu Tước Hắc Đạo, có Hỏa Tinh, có Cửu Xú, có Ngũ Hợp, có Tham Lang. Như vậy đây cũng là một khung giờ xấu mà chúng ta không thể tiến hành được. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Thìn nhé. Quý vị cứ mở trang 136. Giờ Thìn thì nó là giờ Nhâm Thìn, nó có Kim Quỹ Hoàng Đạo. Đó. Nó có tứ đại các thời, nó có Tam Hợp, có Thái Dương, có Hữu Bật. Đó. Vậy nên đây là một cái khung giờ tốt đầu tiên để chúng ta lựa chọn. Như vậy là gì? Giờ Thìn nhá, quý vị xét này, giờ tốt đầu tiên của ông táo, đúng không ạ? Giờ tốt đầu tiên thì nó là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Thì đây là một khung giờ hoàng đạo đầu tiên mà quý vị nên lựa chọn để cúng ông công táo để mọi việc được thuận lợi hanh thông.
Tiếp theo chúng ta cùng xét đến giờ Tỵ, đúng không ạ? Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ nó là giờ Quý Tỵ. Giờ Quý Tỵ thì có Thiên Đức Hoàng Đạo, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, có Lục Hợp, có Tả Phụ, có Kim Tinh, có Hà Khôi. Và bên cạnh đó thì nó cũng là một cái giờ đại cát, vậy nên là quý vị có thể dùng được nhé. Đấy, thứ hai là từ 9 giờ đến 11 giờ. 9 giờ đến 11 giờ nó là giờ Tỵ đúng không ạ? Thì nó là giờ Quý Tỵ. À, Quý Tỵ trường Đô Thủy đấy. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Ngọ. Giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ nó là giờ Giáp Ngọ. Thì giờ Giáp Ngọ thì có gì? Có Hung Tinh Bạch Hổ, có La Hầu, có Cô Thần. Đấy. Nhưng mà đây là cái giờ không tốt nhé, quý vị cũng không dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến 13 đến 15 giờ là giờ Ất Mùi. Giờ Hóc Ngất Ất Mùi thì có Ngọc Đường Hoàng Đạo. Có Ngọc Đường Hoàng Đạo. Đấy. Có Tứ Đại Cát Thời, có Vũ Khúc, có Thiên Cẩu Hạ Thực, có Thổ Tinh. Thì đây cũng là một khung giờ tốt mà quý vị lựa chọn. Đây là giờ thứ 3. Đó. Là từ lúc mấy giờ nhỉ? Từ lúc 11 đến 13 giờ, 13 giờ đến 15 giờ. Đó. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Thân, là giờ Bính Thân. Giờ Bính Thân thì nó cũng là một giờ xấu. Đó, nó có gì? Có Thiên Lao. À, có Kế Đô, có Thiên Binh, Hỷ Thần, Thời Kiến và Tỷ Kiên. Tiếp theo chúng ta xét 17 giờ đến 19 giờ, nó là giờ Đinh Dậu. Thì giờ Đinh Dậu ấy thì có Thiên Ất, đó. Có Cổ Mộ Sát, có Thiên Xá, có Mộc Tinh, thì đây cũng là một khung giờ mà quý vị có thể dùng được. Tiếp theo chúng ta xét 19 giờ là giờ Đinh Dậu, 19 đến 21 giờ là giờ Mậu Tuất. Thì giờ Mậu Tuất có gì? Có Tư Mệnh Hoàng Đạo, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Âm, có Nhật Mộ, có Lôi Binh. Như vậy là cái giờ Tuất cũng là một khung giờ tốt đấy. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Hợi, đúng không? 21 đến 23 giờ nó là giờ Kỷ Hợi. Thì nếu có Câu Trần đấy, có Thời Hình, có Thời Hại, có Thiên Cương, có La Thiên Đệ Thoái. Như vậy đây là gì? Cái khung giờ xấu mà chúng ta không dùng được. Như vậy là gì? Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị những cái khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng ông Táo. À, quý vị thân mến, cái việc cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp nhá, thì chúng ta thực hiện trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Đó, quý vị nhớ nhá, trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Vậy nên quý vị cũng sẽ chọn được hai khung giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ và 9 giờ đến 11 giờ là hai khung giờ tốt nhất để quý vị thực hiện cái công việc này. Thì mọi việc sẽ được may mắn và hành thông. Đấy, quý vị nhớ nhá. Đấy, 7 giờ đến 9 giờ và 9 giờ đến 11 giờ. Đó. Và cùng lắm ấy thì cái ngày Ngọ, cái giờ Ngọ thì nó cũng là giờ xấu thì quý vị không nên cùng nhá. Quý vị cứ xong trước giờ Ngọ thì là được. Thưa quý vị, như vậy là sau khi mà đã nắm bắt được những cái thời điểm tốt để quý vị tiến hành công việc cúng ông Táo, thì quý vị hãy chọn ra cho mình những khung giờ phù hợp nhất. Bên cạnh đó thì sau khi đã nắm bắt được những cái nguyên tắc quan trọng trong cái thờ cúng ông Táo ấy, thì gia chủ cũng cần lưu ý đến những cái điều kiêng kỵ trong cái dịp quan trọng này để gia đạo luôn được bình an, hạnh phúc. Đó là những cái điều đại kỵ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông tiếp tục tìm hiểu để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ khiến cho gia chủ tán tài tán lộc. Đại kỵ thứ nhất là cúng lễ ở ngay không gian bếp nhà mình. Bởi ông Táo là các vị thần bếp nên một số gia đình cho rằng nên đặt cái mâm cúng và cái đồ lễ ở dưới bếp. Tuy nhiên, cái quan niệm này nó không thực sự đúng và chưa thuyết phục. Trong đó, các chuyên gia tâm linh phong thủy cũng đã phân tích và cho biết khi mà thực hiện lễ cúng ông Táo thì quý vị nên thắp hương trên bàn thờ gia tiên của gia đình mình. Nếu như bàn thờ Táo Quân đặt dưới bếp thì thực hiện cái nghi lễ này tại bàn thờ này. Trong trường hợp gia đình không có bàn thờ riêng để thờ Táo Quân ấy, thì thắp hương tại bàn thờ thần linh gia tiên, chứ tuyệt đối không nên đặt đồ cúng ở dưới bếp nhé. Cái đại kỵ thứ hai là khi cúng lễ ông Táo thì cũng gì không nên cầu xin quá nhiều. Trên thực tế thì rất nhiều người hiểu sai về cái ý nghĩa về cái việc cúng ông Táo mà gì bày tỏ cái nguyện vọng của mình một cách là quá tham lam. Như đã nói thì cái ngày lễ cúng ông Táo là tiễn các ngài về trời. Đấy, các vị Táo Quân ấy canh giữ cái cuộc sống gia đình trong năm đều tâu với Ngọc Hoàng về những cái chuyện tốt xấu của gia đình, chứ không đề cập đến cái vấn đề về tài lộc. Chính bởi vậy khi mà cầu khấn trong cái nghi lễ này thì gia chủ nên tránh xin tài lộc để tránh làm phật lòng các vị thần linh.
Đại kỵ thứ ba ấy, là khi thả cá chép từ trên cao xuống. Hầu hết các gia đình đều mua cá vàng, cá chép còn sống để cúng và thả xuống sông xuống hồ, với cái mong muốn là các vị táo quân có cái phương tiện để bay về trời. Tuy mang cái ý nghĩa tốt đẹp, nhưng mà khi thực hiện ấy, cái tục thả cá này có rất nhiều người thực hiện cái hành động phản cảm khi thử thả cá từ trên cao xuống. Ví dụ như ở Hà Nội ấy, thì mọi người thả từ cầu Trương Dương hay là cái cầu Nhật Tân ấy, cầu Long Biên đấy, thả xuống. Thậm chí một số người còn thả cả cái túi nữa, cả cái túi bóng vẫn còn buộc mà thả xuống, thì cá làm sao mà sống được ạ? Nó khiến cho cá bị chết. Cái điều này thực sự là không nên, và các bạn cũng nên tránh khi mà muốn thể hiện cái lòng thành kính của mình với các vị thần linh một cách trọn vẹn nhất. Để làm lễ phóng sinh thì các bạn nên tìm những cái nơi có nguồn nước sạch, nhẹ nhàng thả cá để cho chúng tự bơi đi. Quý vị thân mến, hy vọng những cái chia sẻ của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn trong cái việc thờ cúng ông táo để thuận phong thủy, giữ gìn cái hạnh phúc gia đình cũng như là mang lại cái sự bình an, may mắn cho các thành viên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.